Chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Philippe Chaugier. Giống như những buổi tập đầu, ông thầy người Pháp vẫn có những hướng dẫn, điều chỉnh rất cụ thể và cơ bản cho các cầu thủ. Có thể thấy dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chaugier, các cầu thủ U23 Việt Nam đang được rèn giũa để phù hợp và thích nghi với việc chơi bóng ngắn, đơn giản và hiện đại. Thầy rất là kỹ càng trong từng khâu nên là tụi em phải làm đúng từ cái đường truyền, từ cái thời điểm để nhận bóng và cái đường truyền làm sao tốt nhất cho đồng đội có thể. Phong cách là đá đơn giản, nhanh, kiểm soát bóng. Dạ, từ thủ môn đến hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo phải thành một khối, di chuyển đều. Buổi tập chiều qua được đẩy xuống sớm hơn khá nhiều so với những buổi đầu. Điều này được lý giải là bởi huấn luyện viên Chaugier muốn đội thích nghi với giờ tập của đội tuyển Việt Nam. Điều này tạo động lực cho các cầu thủ khi họ nhìn thấy cơ hội được đôn lên đội tuyển trong tương lai. Mặc dù vậy, tất cả sẽ phải cố gắng rất nhiều để giữ được vị trí trong danh sách rút gọn sau đợt tập trung lần này.